Ờ, mình uh, xin chào các bạn. Hôm nay thì uh, buổi sáng hôm nay đó các bạn, rất là háo hức mang xe ra lao chùi nổ máy làm nóng và quyết định là đi bóng biển số, đặc biệt là biển số định danh. Tại vì hôm nay đang là 15 tháng 8, ngày đầu tiên áp dụng hình thức là biển số định danh. Thì uh, các bạn biết không, xe mình nó là xe phân khối lớn rồi. Hôm trước thì uh, uh, mình có mang đi và sang tên và xét xe đầy đủ hết rồi tới giây phút mà bấm biển đó các bạn thì lại phải chờ tại vì cái đồng chí cảnh sát giao thông nói là xe anh không có lớn không bấm biển ở thành phố sóc trăng tức là công an thành phố đó các bạn mà về bên tỉnh là tỉnh sóc trăng đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm về cái biển số định danh này là như thế nào và cái ngày này cái thủ tục làm biển số bấm biển số nó có khác gì so với trước đây hay không thì cho đến hôm nay mình đợi đúng 15 tháng 8 mình qua bên công an tỉnh ở bên lê duẩn đó các bạn để bấm thì trùng hợp là cũng có một bạn nữa thành trị à, cũng mua một chiếc xe như thế này, màu sắc y chang luôn. Cũng đã đợi khá lâu rồi và đến hôm nay mới mang lên để bấm biển số. Và cả buổi sáng này chỉ có hai xe của mình thôi. Mình và bạn đó ở thành trị ha. Thì à, xe bạn này là xe mới nha. Tớ hồi được kêu lên á thì xe mình bạn ấy nói thế này, cái luật uh, ký giao thông á nói thế này, xe anh là xe đã sang tên, tức là xe đã qua sử dụng rồi á thì anh sẽ bấm ở bên thành phố chưa không bấm ở đây. Còn các bạn ở thành trì là xe mới trăm phần trăm sẽ bấm ở đây. Tuy nhiên vẫn chưa có biển số đổ về, cho nên là là chưa bấm được. Rồi đồng chí ấy có xin số điện thoại của các bạn kia để mà khi nào có biển số đổ về á thì mới uh, alo để bạn đó lên bấm biển. Thì các bạn thấy là sau bao ngày chờ đợi rất hào hức các bạn nhưng vẫn chưa có biển. À, nhưng mà cái điều đó nó không làm cho mình buồn chút nào cả, cũng bình thường thôi. Mình bây giờ đã quen rồi tuy nhiên thì khi mà mình mới quay trở lại cái cái bên mà phía công an thành phố sóc trăng đó để mình xem xét lại cái hồ sơ tại sao lại như thế thì hôm nay có biết không so với cái ngày hôm qua là nó khác một trời một vực tại vì đó, cái thông tư là thông tư cũ hôm nay là áp dụng thông tư mới thông tư 24 mình nghe như thế là thông tư 24 đó thì những cái tờ những cái tờ khai mà đăng ký xe đó các bạn cũ á nó nó dài hơn tức là nó in tới hai mặt giấy lận thì hôm nay phải in lại và làm lại cái tờ khai đăng ký xe mới mà tờ mới này thì nó ngắn hơn chỉ in một mặt giấy thôi cũng là tờ A4 nhưng in có một mặt thôi nhưng mà phải làm lại hết các bạn tức là những xe mà cù cạn từ ngày 14 trở về trước mà chưa kịp làm xong á mình thấy là phải làm cái tờ khai mới hết thì nó cũng không quá rườm rà tuy nhiên cũng có những người cũng hơi bức xúc hơi khó chịu và cũng hơi mất công tới lui và phải in ra rồi ghi lại nói chung cũng hơi khó chịu xíu nhưng mà mình phải thông cảm với các bạn Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả Và cũng là những ngày đầu tiên áp dụng Cho nên là nó nó chưa có được chân chu đâu Nó vận hành chưa được chân chu đâu Và nó có rất là nhiều những khúc mắc Mà người dân mình nè, đặc biệt người dân mình đi hỏi tùm lum hết chứ Thì mình xin nói luôn nè Thực ra là khi bấm biển số á Khi mà đi đăng ký xe đó Xét xe nó không còn như cũ nữa Cũng là ừ Cầm cái giấy đăng ký xe nè Có số khung số máy trong đó rồi phải không đồng chí cảnh sát giao thông sẽ mang ra đầu tiên là kiểm tra số uh, số khung nè, coi khớp không nè, rồi kiểm tra số máy lúc trước thì như thế là xong, xe chỉ việc đậu một dãy thế này, thì đồng chí ấy sẽ đi từng xe, từng xe, từng xe. nhưng bây giờ á là kẻ hẳn một cái khô ô vuông như thế này, ha, mang xe đậu đậu, đậu, đậu ngay chỗ đó luôn, đậu đúng cái chỗ đó luôn thì mới xét. biết tại sao không? tại vì còn chụp hình nữa các bạn, chụp hình số khung, chụp hình số máy và chụp hình nguyên chiếc xe luôn thì như vậy sau này khi người ta lưu hồ sơ của mình á, lưu tên, lưu tuổi không nói rồi, lưu biển số và lưu luôn cái hình ảnh của số khung số máy và chiếc xe luôn, thì đó là định danh luôn rồi đó các bạn, định danh luôn. ha, thì những người mà đang sử dụng xe, đang sử dụng luôn nè, thì qua ngày 15 này nó mặc định mình không cần đi làm gì hết, cũng sẽ định danh luôn, tức là nó tự động định danh hết, chứ không cần mình phải đi đăng ký cái gì hết các bạn. ha, thì xe mình khi mà mang vào á cũng phải làm tờ khai lại rồi cũng xét xe lại luôn mặc dù đã xét một lần rồi ok hết rồi chứ còn chờ bấm biển số thôi đó nhưng mà qua ngày hôm nay mình vẫn phải làm lại từ đầu tức là xét xe lại hết luôn chỉ là không có đi đóng trước bạ không có đi đóng này kia nọ thôi vẫn xét xe lại rồi chụp hình xe lại đó là những cái mới thì trong quá trình mà các đồng chí ấy làm có bạn biết không người dân người này ra người kia vào hỏi trời ơi hỏi dữ lắm thì mang lên hỏi Đồng chí ấy đang lo giấy tờ này phải không là có bạn khác xen vô hỏi ủa anh ơi bây giờ giấy tờ em như thế này như thế nào thì đồng chí phải nói là à còn thiếu cái này thiếu cái kia rồi sách về đó rồi kêu hồ sơ lên nộp hồ sơ vô rồi phải không kêu lên à cái này nè hôm nay đã định danh rồi bây giờ á chị mua xe này của ai trở về cái 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 mà mà địa chỉ ở của người đó đó nhờ người đó về phí giao thông ở quyền ở xã đó đó làm hồ sơ để mà rút lại biển số tức là xe bây giờ bán đi là chỉ bán cái xe thôi chứ không bán biển số nữa biển số sẽ giữ lại cho cái người đó cho chủ cũ nó là như vậy đó thì mới phát sinh ra những trường hợp là như thế này các bạn biết không không phải ai cũng ùng 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 đi sang tên à, đi sang tên đó các bạn tại vì sợ kinh danh nè sang tên người thì đăng ký mới người thì sang tên đổi chủ rồi ô đủ thứ chuyện đặc biệt là sóc trăng mình đang ồn vùng cái vấn đề mà biển năm con số 5 đó các bạn năm số 5 chiếc bcết mình có thời gian cũng tính chờ đi cuối cùng mình không chờ cũng rất là may nhưng nếu mà chờ tới giờ chắc lu bu dữ lắm rồi thì uh, nó quá trời đông luôn những đồng chí giao thông đó, có khi phải làm việc tới bảy tám giờ tối các bạn cho nên các bạn phải thông cảm mới được thì có những bất cập thế này nè là có những người người ta là cố tình bị số xe ta đẹp nha có người nha một ba chín bảy chín chẳng hạn nó quá đẹp đi người ta muốn giữ lại biển số đó ha người ta mua cái xe đó mục đích là bị biển số đó các bạn để sang tên cho mình và định danh biển số đó nhưng mà sau khi mà đăng ký xong xuôi rồi bấm biển không được nó cứ lỗi hệ thống rồi nó cứ treo ha rồi nó nghẽn mạng không bấm được cho tới hôm nay 15 tây tháng 8 nghị định mới ra mắt ra thông tư mới ra thì bây giờ có thể là phải bị trả lại biển số đó cho chủ cũ thì người ta không chịu tại vì người ta mua cái xe này là vì biển số đó mà người ta đã làm trước cái ngày này lâu rồi cả tuần luôn ba bốn ngày như xe mình nè tính ra là là lâu lắm rồi đó ha mà chưa được chứ ab của mình các bạn cũng vậy luôn á chưa được luôn đó thì làm không được như thế thì thì nó kéo qua cái ngày 15 này bây giờ lại trở lại thành vấn đề là kinh doanh nè cái biển số đó có thể là phải trả lại cho chủ cũ thì làm sao mà cái người mới mua được người ta chịu được ví dụ như cái anh a này anh mua chiếc xe đó biển số 13979 mà lấy ví dụ vậy ha của một cái người b thì anh a này hy vọng là sau khi sang tên xong xuôi sẽ lấy được cái biển đó và định danh luôn cho mình nhưng mà thủ tục nó nó cứ bị lỗi mình kia hoài nó kéo qua ngày 15 mà qua ngày 15 này là cái định định mới thông tư mới cho nên là khả năng cao là không giữ được biển số đó thì sao mà anh A nó chịu được các bạn đâu phải lỗi tại tôi đâu tại quý vị quý vị không làm được biển số cho tôi kéo dài qua tới bây giờ bây giờ lại nói là định danh rồi nhưng mà thật sự mà nói thì cũng không trách được ở trên cái cái chỗ mà làm biển số cho mình tức là những đồng chí này họ quá vất vả tại hôm rày tự nhiên cái bây giờ nó dồn vô công việc nó quá nhiều đi có thể nó là một người một cái đầu hai cái tay mà làm việc một lúc bốn năm bộ hồ sơ một cái dồn dập dồn dập như thế này liên tục rất là vất vả luôn cho nên mình hôm nay mình lên mình ngồi ở đó mình mình ngồi mình chứng kiến rất là nhiều ha mình không hề mà vội vã cũng không hề trách cứ ai giờ mình cũng thông cảm cho người dân luôn các bạn tức là mình không trách các đồng chí giao thông này đâu họ quá bận rồi nhưng mà những người dân có những người người ta nóng người ta khó chịu người ta này khi nọ cũng đã có một chú nha hơi lớn tiếng đó nhưng mà mình cũng thông cảm luôn tại vì ai cũng có công việc riêng của mình các bạn có những người rất là bận rộn mà bắt họ phải đi tới đi lui đợi như vậy thì đương nhiên nó sinh ra những cái cái tiêu cực khó chịu mà nó cứ dồn nén dồn nén hoài thì nó 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 phải bộc phát ra thì mình cũng không trách được không trách được các bạn ha không trách được người dân rồi cái vụ biển số này bây giờ người ta mua cái xe đó ví dụ như cái xe đó giá trị đúng ra chỉ có 20 triệu thôi nhưng vì biển số đẹp người ta bỏ ra 30, 40, 50 triệu mua nó với mục đích là lấy cái biển số đó định danh cho mình mà bây giờ qua thông tư mới thông tư 24 này tự nhiên cái bây giờ bắt phải trả lại biển số cho chủ cũ thì sao ta chịu bây giờ cho nên là trong trường hợp này á ở phía giao thông vẫn nói là ừ thôi bây giờ để đang xin ý kiến cấp trên xem như thế nào chứ bây giờ người ta cũng không đủ khả năng để giải quyết được vấn đề này nữa tại vì lọt qua hôm nay là ngày 15 rồi thậm chí chiếc AB của mình kìa chiếc AB của mình á cái vấn đề là mình cũng đã sang tên khá lâu rồi à, sang tên mình làm chắc cũng cũng gần cả tháng đó các bạn rồi mình chờ lấy biển số mình chờ một tuần rồi hai tuần nhưng mà cuối cùng các bạn biết không là phía bên bên mà bên huyện mà cái chủ cũ người ta đăng ký đó về đó xin mà mà rút hồ sơ xin làm rồi hết trơn rồi người ta chưa bấm hoàn thành cho nên là chưa có kịp mà mình cứ ý y là là chắc được rồi ai vậy đâu là chưa có được và phía giao thông thì họ bận rộn quá họ cũng không xem cái hồ sơ của mình luôn tao hỏi coi lại là nó chưa có hoàn thành nữa các bạn đó cho nên là bây giờ đợi bấm hoàn thành đó thì là ngày hôm qua là ngày 14 mới hoàn thành đó các bạn Mặc dù hoàn thành trong ngày 14 Nhưng mà hôm nay ngày 15 mình lên thì lại qua ngày 15 rồi Thì hồ sơ của mình nó lọt vào cái chuyện đó luôn Có khả năng là không giữ cái biển số đó lại Thì mình cũng chẳng sao cả Mình sẵn sàng bấm biển số mới cũng chẳng sao Tại vì biển số nó không phải là quá đẹp Mặc dù mình cũng thích nha 11767 Cái biển đó nói chung là mình cũng thích đó. Nó đẹp tại vì nó gánh và nó gánh lên Đẹp Đọc dễ nhớ nhưng lỡ như mà không giữ được thì mình cũng không buồn được bấm biển số mới thì bấm nhưng mà tại vì mình chỉ thấy có những cái là nó chưa có được trơn tru á tại vì thực ra là nó mới quá đi và thậm chí luôn cả cái vấn đề là bây giờ nè những người công tác xa thì phải làm giấy tạm trú tạm vắng ví dụ như một bạn nào đó ở tận an giang hay là cà mau làm việc tại sóc trăng này và ở lâu trên này và nó có giấy tạm vắng tạm trú trên này thì vẫn được mua xe ở đây và bấm biển số ở đây luôn Tuy nhiên hôm nay đã là 15 rồi nhưng mà vẫn chưa làm được tại vì cái hệ thống nó vẫn chưa có các bạn cho nên cái này là chờ phải chờ một tuần lễ nữa cái điều này mình nói luôn để cho những bạn nào mà có thắc mắc á ha thì hiện tại sóc trăng bình nghe chỗ khác mình không biết sao nhưng mà sóc trăng bình thì chưa chắc chưa làm được đâu tại vì nó chưa có vô barem nó chưa có vô form đó các bạn mặc dù là đã thông báo là 15 tay này là được rồi nhưng mà nó chưa có một cái, đường đi nước bước nào cụ thể hết và phí giao thông dường như là cũng chưa có cái cách làm xử lý như thế nào trong vấn đề này về thủ tục hành chính thủ tục này kia nọ ha là phải có ừ phải về phường về xã để xin giấy tạm trú tạm vắng không nè rồi chứng thực như thế nào rồi phải file giao thông xin như thế nào chưa có ai biết gì luôn thì có thể là hết tuần này thì mới có được ha và còn nhiều như hôm trước mình đăng video về vấn đề bị bị số định danh á có rất nhiều bạn đặt câu hỏi mà thật sự mà nói chắc mình Cho dù có mang lên như thông hỏi chắc giao thông cũng không thể nào trả lời được luôn Có rất nhiều câu hỏi mà rất lắc léo Thật sự mà nói luôn Mình không biết lý do tại sao mà các bạn Có thể suy nghĩ ra những cái câu hỏi lắc léo như thế Mà mình thì mình cũng không có thời gian để mình thì hiểu Quá sâu về cái cái mà mà Biển số định danh này Tức là Có bạn hỏi thế này Bây giờ nè Mình À, ba của em ví dụ vậy ba em giữ biển số. Biển số đó. Rồi khi ba em á mua bán bán đi á thì biển số giữ lại không có rồi. Nhưng mà ví dụ như cái biển số đó mà ba em mất đi thì chiếc xe đó đó cái biển số đó sẽ như thế nào? Có được cha truyền con nối hay không? Đó, câu đó đó. Thì mình không biết là nó như thế nào nha, nhưng theo mình đoán thì có thể là người cùng hộ khẩu thì ví dụ như cái người này mất đi thì cái xe đó sẽ mặc định Nguyện lại cho con cho cháu hay sao đó chung hộ khẩu ví dụ vậy thì biển số đó mặc định là cái người này sẽ lên là thừa kế thì theo mình nghĩ như vậy thôi chứ còn nghị định thì mình không có rành vấn đề này ha mà cho dù các bạn lên giao thông hỏi không, mình không biết là đã có vấn đề này chưa tại vì nó quá quá sớm để hỏi vấn đề này thì cuối cùng là bây giờ mình phải mang xe về và cũng phải phải chờ tiếp chờ tiếp coi là là cái cái chuyện A2 này khi nào nó có này và bây giờ vẫn có nhiều bạn nó hỏi là, ủa như vậy là định danh này một cái biển số xài cho nhiều xe hay gì? không có một xe là một biển số chứ các bạn đâu xài chung được cái biển số đó đi theo cái xe đó đi theo cái số khung số máy xe đó luôn rồi khi nào mình bán bỏ thì cái xe số khung nó đi rồi biển số mới ở lại với mình thôi thậm chí cái cào vẹt cũng phải là cào vẹt mới luôn ha còn nếu như các bạn là không có bán xe nào hết mà là đi mua xe mới thì mình vẫn bấm biển số mới bình thường có điều là nó hơi khác chút xíu ở cái khâu là kiểm duyệt xe nè rồi đăng ký xe nè nó hơi khác chút xíu thôi và thậm chí là cái công tác mà uh, dịch vụ công á, à, đăng ký dịch vụ công á, nó cũng khác chút đỉnh khác luôn hồi sáng này á, có mấy bạn là Đăng ký hoài mà đăng ký không được Nó cứ báo lỗi hệ thống Rồi báo lỗi hết thời gian gì đó tùm lum ở trên Vẫn chưa được Cho nên là nó rất là rối, và rối tung, rối mù luôn các bạn Nhưng mà mình nhấn mạnh nè à, Mình phải cố gắng thôi Tại vì à, cái gì cũng có lúc đầu, lần đầu Cho nên là nó chưa chân chu Thì nó, nó còn có rất nhiều những cái va vấp ha Rồi nó lộn xộn Thêm một phần người dân mình á Vô ra hỏi tứ tung cho nên là là rối hết trơn luôn các bạn. Thật sự rất là mệt luôn á. Mình bây giờ mình đặt mình và là những người ngồi đó tức là những đồng chí cảnh sát giao thông á xử lý đi. Các bạn bể đầu luôn á, rất là nhức đầu. Giấy tờ hồ sơ liên tục ha, rồi người này hỏi rồi thiếu này thiếu kia tùm lum hết trơn các bạn. Rất là mệt. Mình chỉ ngồi mình chờ thôi nha. Mà mình còn Chịu không nổi mình mệt. Thì cái người mà trong thời gian đó không phải xử lý bao nhiêu công việc thì còn mệt như bao nhiêu. Đó. Nhưng mà nói đi thì nói lại, có những người dân á, họ rất là bận rộn. Mình đặc biệt ví dụ như một công nhân đi, mình nhớ nha, công nhân á, làm trong khu chế xuất công nghiệp chẳng hạn, sinh nghỉ một ngày đã khó, nghỉ được một ngày để đi làm biến số mà làm không xong thì làm sao nghỉ được nữa các bạn? rồi kéo dài hai ngày ba ngày tuần lễ thế này thì làm sao được? là bị đuổi luôn á. Tức là một tháng người ta công ty người ta quy định cho nghỉ được có 4 ngày hay 3 ngày hay 2 ngày thôi. Mà nói nói thế chứ xin nghỉ một ngày cũng khó nữa đó các bạn. Mình biết luôn á. Mình vừa xin nghỉ là kiếm chuyện nó đuổi mình luôn á. Nói vậy. Rồi mình làm sao mà được. Thì đó là những cái mình thông cảm qua và thông cảm lại các bạn. Nói chung thì ai vào cái hoàn cảnh này á. Chẳng ai muốn hết đó nhưng mà thôi. À, cố gắng nếu được thì cũng kềm nén cái cảm xúc mình lại xíu. Mặc dù biết là trời ơi tôi chờ chiều hôm nay sáng mai rồi chiều nữa rồi sáng hôm sau nhiều khi nè hồi sáng này lúc mình đi ở đây ha thì mình cũng có hỗ trợ là dẫn xe vô kiểm xét xe này kia nọ ha mình thấy có những bộ hồ sơ bốn năm bộ bây giờ chưa đăng coi như là xét xe rồi hết rồi chỉ còn chờ bấm thôi đó bấm biển số thôi đó mà giờ nó đang nghẽn không bấm được thì những người này được cho về và cho số điện thoại bên giao thông để khi nào bấm được người ta sẽ điện lên chứ không để giờ nằm ngồi đó văn bùng ngủ luôn mà chờ sao được cho về thứ nhất là giảm tải lượng người ở đó và giảm bớt áp lực luôn cho về khi nào mà được á kêu lên tới chiều 4 giờ kêu được lên bấm được rồi gọi những người đó lên thì tức là người ta phải bỏ công việc làm ở nhà rồi để lặn lội chạy lên bấm cho lẹ tại bốn giờ chiều ví dụ vậy lên cái nó ngẹn nữa bấm không được các bạn thấy không nó đau khổ nó mệt không nhưng mà cũng phải thông cảm thôi thực sự là thế chẳng ai muốn thế cả các bạn cái người mà ở trên đó người ta làm nhiệm vụ các bạn còn mệt hơn mình chẳng ai muốn như vậy đâu bấm không được rồi người dân mình thất vọng khó chịu mất công an việc làm thì cái người mà đứng ra để mà kêu mình lên bấm bấm không được người ta còn khó chịu hơn mình nữa đó ở đây mình không binh vực ai hết ha ai cũng có cái khổ của mình và ai cũng có cái khó của mình hết thì mình thông cảm qua thông cảm lại để việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không thôi. Đó, cái câu chuyện này hôm trước mình có chia sẻ ở trên cái thách này rồi. Hôm nay tiếp tục mang ra nói về vấn đề biển số định danh. Rất nhiều bạn hôm nay mang hồ sơ lên là phải mang về đó các bạn. Lý do là sang tên. Đó. Bây giờ là sang tên là phải về và là thủ tục thêm một cái nữa là thủ tục trả lại. Tức là bên phía giao thông sẽ thu hồi biển số, rồi mới qua bên đây để bấm biển số mới, thu hồi đó các bạn. Bây giờ biển số nhà mình bao nhiêu xe là cái dự định trên mình chơi luôn đó. Định danh hết rồi. Bán đi là giữ biển số lại. Ha. Rồi. À, mình cũng sẽ chờ thôi không biết sao bây giờ các bạn. Khi nào mà nó có biển số thì mới đi được. Bây giờ không có biển số là không chạy đâu được hết. Các bạn nói là bây giờ em đang chờ anh à, thay nhớt nó 1.000 cây. Thực ra là chắc chờ lâu rồi bạn ơi. Ha. Rồi mình sẽ khép lại cái video này đây nha vừa rồi chỉ chia sẻ ngắn gọn vậy thôi ha xin chào các bạn